Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và như trên màn hình nhỏ của quý vị và các bạn là một mẫu xe của Nissan, giá cực kỳ hợp lý, chỉ có 110 triệu đồng thôi. Và đây là hàng gồ ghề cực kỳ luôn. Nó đến từ thương hiệu của Nissan. Thì Nissan nó là một dòng xe máy này rất là bền luôn, thì quý vị và các bạn có thể biết được. Từ trước đến nay rất là nhiều những mẫu xe của Nissan bền vô cùng. Nó chính là tên là Nissan Patrol. Đấy, hai cầu. Và đặc biệt dòng xe này là một dòng xe máy cực kỳ chấm to và khỏe. Như quý vị và bạn có thể biết được, thông tin chính xác của động cơ của chiếc xe này nó là tầm khoảng 4.2. Động cơ 4.2. Đây là một chiếc xe 7 chỗ và xe off-road cực kỳ tốt. Nhưng quý vị và bạn nhìn thấy đây, phần đầu xe, phần đầu xe nó rất là to. Và cái khoảng cách của gầm thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy này. Chúng ta có thể nhìn thấy nó lên tầm khoảng 2, nó tầm khoảng gần 30 phân. Đó, đấy là khoảng cách của gầm. Còn khoảng cách ở trên đầu này chúng ta nhìn thấy nó lên tầm khoảng 40 phân. Nè, chúng ta để nhìn thấy 40 phân. Chiếc xe này nó có thể neo được đầy tất cả những cái barrier dù là khó nhất. Đấy là chưa kể chúng ta có thể độ thêm một quả lốp dày dặn hơn, hầm hố hơn. Đấy. Và chúng ta hãy nhìn về phần đầu xe của dòng xe này. Mặc dù chiếc xe nó không được hiện đại, nhưng chúng ta đã nhìn thấy được chiếc xe được sản xuất năm 1994. Nhưng nhìn nó, tính đến thời điểm hiện tại, nó là một dòng xe nhìn hầm hố mà nhìn rất là nghịch. Đấy. Về phần đầu này chúng ta có thể nhìn thấy được, đây là bằng sắt nhá. Cái phần đầu này mà tất cả những mẫu xe mà trên dưới 200 triệu, thậm chí những chiếc xe mới bây giờ mà chẳng may va quệt vào phần này, chỗ này nó chỉ bị cong một chút thôi, nhưng có lẽ rằng những chiếc xe đời mới hiện tại cũng thể có thể vỡ, thậm chí là đến két nước. Thì chiếc xe này nó vẫn giữ nguyên được khoảng cách của động cơ xe, không ảnh hưởng gì cả. Chưa tính phần xương sắt xi của phần hệ thống nắp capo và hệ thống má này của nó cực kỳ là vững chãi. Chúng ta nhìn thấy về phần capo của con xe này, nó là một dòng xe tôn rất là dày, được sản xuất năm 1994 thật. Nhưng tính thời điểm hiện tại, chúng ta có thể đứng lên và hoàn toàn không sợ bị lõm. Đấy, vì lý do tôn nó, cái thời đấy tôn nó rất là dày nhá. Còn về chiều ngang, chúng ta có thể thấy được nó có một cái kiểu dáng hay là cái kiểu form giống như những chiếc Mercedes GLK, những chiếc xe cái kiểu do form kiểu dạng hầm hố của những chiếc xe Mercedes hoặc của Corando hay là của Sang Dông. Thì đây là cái mẫu xe nó cũng kiểu dạng như vậy. Nếu mà quý vị và các bạn thích chơi mẫu xe này thì liên hệ cho em. Chiếc xe này chúng ta chở đi câu cá, đi off-road hoặc chúng ta đi du lịch, tốn xăng một chút nhưng mà đi chơi rất là hay. Đấy, với không gian ngồi cực kỳ rộng rãi. Và chúng ta nhìn này, có cái móc treo này. Cái móc này thì chúng ta có thể kéo được con xe khác. Với động cơ 4.2 như thế này và mức tiêu thụ nhiên liệu thì khá là khủng, cho nên là mọi người có thể hình dung ra được đó chính là nó là một con xe cực kỳ là mạnh mẽ. Đấy, con xe này nó nằm màu này thôi, nhưng nếu mà quý vị và các bạn thích chơi dòng xe này, chúng ta sơn màu đen nữa thì là quá là đẹp. Và tất cả những cái phần ốp nhựa như thế này chúng ta hãy mạ chrome vào, đi mạ chrome vào thì chiếc xe nó tăng giá trị, thậm chí tăng giá trị hơn rất nhiều. Với cái giá mà bọn em đang bán là chỉ có 101 đến tay mọi người luôn. Đấy, nội thất thì cực kỳ đẹp, thì tí nữa em sẽ cho mọi người nhìn thấy. Về phần gầm thì chúng ta sẽ miễn chê rồi nhá. Đây này, một chiếc xe không có một lỗi gì. Gầm bệ, chúng ta nhìn này, hai cầu trục cắt tăng cực kỳ to. Đấy, động cơ 4.2. Chúng ta nhìn thấy nội thất rất là sang. Đây, nội thất mặc dù nó hơi cổ, nhìn thiết kế nó hơi cổ một chút, nhưng nhìn nó cực kỳ gọn gàng nhá. Ngày xưa đây là một, không phải là một dòng xe rẻ tiền. Chúng ta nhìn thấy cái phần cốp của xe cũng phải có chìa khóa. Và chìa khóa nó là chìa khóa to luôn. Này. Đấy. Kính vẫn là kính quay tay để đảm bảo cho theo năm tháng thì kính nó không bị hỏng, thì cũng là kính quay tay. Và chúng ta hãy nhìn kính một lớp của nó thôi, nhưng mà nó rất là dày. Chúng ta nhìn thấy không? Cực kỳ dày nhá quý vị bạn nhá. Chính vì tại con xe này nó sẽ chạy cho chúng ta một cái cảm giác êm. Với bộ ghế chúng ta nhìn này, to không? Rất là to và thoải mái. Bên này chúng ta có thể ngồi được với những người tầm khoảng trên một tạ vẫn ngồi thoải mái. Nó rất rộng, cực kỳ rộng.
Đây là nội thất sau. 101 quá rẻ cho một chiếc xe như thế này. Và chiếc xe này chỉ có duy nhất một con, và từ trước đến giờ bọn em mới mua được một con kiểu như thế này. Đó, chúng ta đóng cửa và chúng ta sẽ thấy nghe những cái tiếng đóng cửa cực kỳ đanh tiếng. Đây, chúng ta cái không mở ra rất là hay nhá. Nếu mà anh em nào mà đam mê dòng xe này, chúng ta về đầu tư tầm khoảng 10 triệu nữa thôi, có khi chúng ta chơi chán chúng ta bán lại còn không nỗ. Đấy, một con xe đi câu cá, đi chở đồ. Đấy, chúng ta nhìn thấy không gian cực kỳ là rộng rãi, hàng ngồi phía sau rộng mênh mông luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy từ tít kia đến chỗ này nó lên tầm khoảng 6-70 phân, gần 1 mét ở với hàng ghế sau. Chúng ta thấy được là cái độ cái khoang hàng ngồi ghế ngồi thứ 7 chúng ta ngồi lên vẫn là khỏe. Thì đối với cái dòng xe như thế này thì chúng ta có thể ngồi được 7 người, mặc dù cân nặng đến mấy thì chúng ta vẫn có thể neo đèo, neo dốc, neo suối. Rồi là nó đơn giản nhất là chúng ta đi đường Sơn La, Lào Cai, Mộc Châu, đấy, Tuyên Quang. Rất là nhiều những cái tỉnh mà có những cái cung đường cực kỳ dốc mà chúng ta cần chở nhiều người, mà cần tốc độ, cần độ khỏe và đặc biệt nành máy. Thì đây là một mẫu xe cực kỳ hợp lý cho quý vị và các bạn. Ngay bây giờ em sẽ cho mọi người xem qua khoang của động cơ của xe. Với một con xe về tổng thanh thì chúng ta về không phải làm lại gì nữa. Tất cả mọi chức năng của xe vẫn hoạt động hết, mặc dù chiếc xe vẫn là 4 kính điện, kính quay cơ với cam hành trình như này vẫn đầy đủ, camera trước sau hành trình hết nhá. Máy nổ cực kỳ chất luôn. Đó. Đây chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả hệ thống giang bệ của nó là nguyên hết nhá. Một con xe không bị đâm đụng gì cả, nó rất là to. Đấy, xương sắc xi rất là dày. Và động cơ nó đây, nó là máy ngang. Đấy, lắp capo, nâng được cái lắp capo lên thôi cũng đủ để cho mọi người có thể biết được là rất là mất sức. Chị em phụ nữ mà yếu một chút là chúng ta rất khó để có thể nâng cái capo này vì nó rất nặng. Đây, bắt đầu chúng ta chạy cái dòng xe như thế này thì nó cũng chúng ta đóng cửa nghe những cái tiếng của nó cực kỳ chất. Đó, nó kêu nó đanh. Xe hai cầu, quý vị các bạn nhìn thấy hai cầu, số sàn chạy rất là êm. Với 101 cái dòng xe này đôi khi chúng ta mua về để chơi thôi, thỉnh thoảng đi đâu nghịch nghịch thôi cũng rất là hay, vì giá trị nó cũng không có nhiều, chỉ 101 và chiếc xe độc hiếm gặp, phải nói là hiếm gặp con xe nào kiểu như thế này. Nó rất là gồ ghề, động cơ 4.2. Đó, em nhấn mạnh lại với quý vị các bạn, cái dòng xe này nếu mà chúng ta mà chạy trên cao tốc thì có thể lên được tầm khoảng 140 km/h, mà thậm chí là không bay xe 80. Đấy, cung đường này không đủ để em có thể đạp lên tầm khoảng 120. Như em nói trước là cung đường này vì nó khá là đông người, chỉ nên tầm khoảng 100, nhưng mà cái dòng xe như thế này mà lên 100 km thì nó chỉ bằng trong một nút đạp chân ga của em thôi. Đấy, nó rất khỏe, 4.2 cơ mà. Khác hoàn toàn so với những chiếc xe động cơ 3.0 hoặc là 3.5, 4.2. Một con xe đầu tiên mà em đã ngồi lên và động cơ mạnh mẽ như thế này, kể cả như năng cruiser chạy cũng có một cái cảm giác như thế này. Nhưng năng cruiser này một giá rất là khác, con này chỉ có 101, xe rất là hiếm. Và quý vị và các bạn đang có nhu cầu thì alo cho em ngay qua số điện thoại là 0966 668 121, và em cần mua tất cả các loại ô tô cũ từ Bắc và Nam. Và mọi người có nhu cầu bán xe nào thì hãy nhắn tin vào số điện thoại riêng của em, như em số điện thoại của em vừa mới đọc là 0966 668 121, và alo cho em cũng được. Đấy, chào xe này em bấm giá và đến tận nhà thu mua với giá tốt nhất nhé. Không mặc cả, đấy, không mặc cả nhiều. Xe đẹp và em sẽ mua rất căng. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chiếc xe và những chiếc xe đằng sau. Và mọi người đang quan tâm đến tất cả các loại ô tô cũ thì hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh. Ấn nút đăng ký kênh và nó sẽ được nhận được tất cả những cái thông báo mà bọn em đăng lên mới nhất. Tránh tình trạng anh em bọn em đăng clip lên được vài ngày rồi anh em mới điện mới hỏi. Đấy. Nhá, chúng ta nhìn thấy còi rất là hay. Xin chào và hẹn gặp lại.